Trong suốt thời gian qua, đội ngũ nhà giáo đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Vì vậy, để động viên, ghi nhận những đóng góp, tôn vinh những nỗ lực, cống hiến và nâng cao tinh thần yêu nghề của đội ngũ nhà giáo, sáng ngày 18 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tham dự chương trình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm đã gửi lời cảm ơn chân thành và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy cô giáo trên cả nước và dành những lời nhắn nhủ đặc biệt tới các thầy cô Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội trong ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, tôi xin chúc mừng những thành tựu thầy giáo cô giáo, các nhà khoa học qua các thời kỳ đã đạt được, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đưa thương hiệu giáo dục Nam vươn xa các khu vực và trên thế giới. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, duy trì sứ mệnh là cái nôi đào tạo nhân tài, các nhà khoa học tài năng tiên phong dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học trong hội nhập quốc tế, phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu quốc gia, tiến tới hàng đầu khu vực và quốc tế, điểm đến hợp tác của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, là nơi ươm tạo cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong tương lai. Chương trình Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 được xem là sự động viên to lớn đối với đội ngũ nhà giáo và nâng cao tinh thần yêu nghề của các thầy, các cô. Rất là vinh dự, rất là vui được hôm nay là được dựng cái lễ 20 tháng 11 năm nay. Và trong cuộc đời của tôi, chắc là tôi thấy là một cái niềm động lực rất là to lớn. Tôi cũng cố gắng phấn đấu và sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để được cảm ơn cái sự quan tâm của nhà nước và đảng. Trong chương trình, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước vì những đóng góp trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.